các ơn quý vị một tràng tay lớn lên được không ạ? Và bên cạnh đó, các bạn cũng xin được giới thiệu thành phần nhà trai. Đó là đầu tiên là anh chị hai và các cháu. Xin anh chị hãy đứng lên cho tất cả quý vị quan khách có thể chiêm ngưỡng dung nhan được không ạ? Anh chị hai đâu ạ? Tội nghiệp chị hai, đó là có thằng em mà nó lấy vợ lo quá trời, xuống được 20 thao mừng quá. Và tiếp theo mời quý vị cùng chào đó anh chị ba và các cháu của chú rể. Và cuối cùng là gia đình của em út, tức là em của chú rể và các cháu. Em út đâu ạ? Và ngoài ra thì cũng có sự hiện diện của anh chị hai của cô dâu, hay là đang ở bên Việt Nam, đó là anh chị Nguyễn Xuân Vinh. Xin quý vị một tràng tay thật to cho anh chị Nguyễn Xuân Vinh ạ. Và bây giờ cô dâu và chú rể sẽ có đôi lời tới tất cả quý vị quan khách đã bỏ thời gian công sức của mình đến đây để mà tham dự tiệc cưới của hai bạn. Mời ai đây? Cho anh xin thay thế gọi là nhà thôi, để nói là cảm ơn tất cả anh chị cô bác ở nơi này. Thật sự cái buổi tiệc ngày hôm nay á, khi hai vợ chồng muốn về Mỹ để đăng ký kết hôn và muốn dẫn vợ về để gặp gia đình, cái anh nói là chắc vợ cho anh xin mở một cái một bàn tiệc, hai bàn tiệc để mời những người mà thật sự anh biết là rất thương anh, họ quan tâm về cái sự hạnh phúc của anh, họ quan tâm về cuộc đời của anh và rất thương mến anh. Thì bắt đầu từ có một những người mời, cái từ cái làm thấy của mình có đến bạn này có đến 20 người. Cái ôi vợ ơi, anh chị này vẫn thương chồng lắm, cái thành 30 người. Cái từ đến ngày hôm nay là Lâm đã chứng kiến, là Lâm thật sự rất hạnh phúc, là Lâm đã thấy 340 người. Lúc nào Lâm cũng nghĩ cuộc đời tuyệt vời cũng sẽ đem đến với mình, dù cho chúng ta tới nơi nào, dù cho chúng ta mối gặp như thế nào, chúng ta cũng phải tin tình yêu sẽ tuyệt vời nhất, con người tuyệt vời nhất sẽ tới mình. Và Lâm may mắn, Lâm gọi là chân cả tuyệt vời đang đứng kế bên tay trái của Lâm. Lâm cứ nói với vợ và biết vậy anh lấy vợ sớm rồi, nói không phải đến giờ đấy em mới làm vợ anh được. Nhưng mà thật sự từ khi có vợ rồi Lâm thấy Lâm uổng cuộc đời của Lâm, và tại sao Lâm không có tìm được một người vợ sớm được như vậy. Hôm nay là ngày hôm nay biết tất cả mọi người như là hôm nay là bạn có mặt ở đây. Cho Lâm xin phép cảm ơn những người thật sự giúp đỡ vợ chồng Lâm cho cái buổi tiệc ngày hôm nay. Đầu tiên đó là chị Hai và Thảo, một người sẽ ra đứng ra để làm những cái buổi tiệc này. Một người mà Lâm biết, những người Lâm biết khi mà Lâm nói tới những người chị, người anh, thật sự là thấy nước mắt Lâm, là thấy nụ cười của Lâm. Cái đầu tiên Lâm xin đây là những người chị anh em của bạn Đà Lạt, em không dám giới thiệu hết nhưng mà gọi là những anh chị của bạn Đà Lạt. Bạn Thanh Thanh, bạn số 18 này thì người đầu tiên em phải nói đó là cô Kiều Trinh. Cô Kiều Trinh là lúc nào cũng là rất là thương con. Cô là my inspiration.
cô teach me love and you always special my heart. Cái gì mà được may mắn chứng kiến được cái sự tình yêu của vợ chồng sóng gió trong tất cả cuộc đời trong cái ngành nghề này, mà lúc nào cũng hiểu tình yêu là quý giá nhất. Anh Thi và chị Thị. The person, cái người kế bên mình là người quan trọng nhất. And I love my family and guys. Chị Hai, love you. And of course, mẹ là người thật sự rất quan tâm. Lâm là đó ngày cứ lo về cái sự hạnh phúc của Lâm. Và nói với mẹ là finally I found someone and she's amazing. Và Lâm xin cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Thank you so much, my second soccer fan. And of course, gia đình thứ hai có làm công việc ok, and em xin cảm ơn và lòng đệ và đệ cái mặt cho và năm nói rồi cả. Dạ, lần đầu tiên thì con xin gửi lời cảm ơn đến mẹ, đến các cô chú, các anh chị, các người bạn, người thân thương của anh Lâm và của Lan Nga tại Mỹ. Ngày hôm nay mọi người đã thấy một cái kỳ tích diễn ra là chồng em không có khóc. Nhưng mà thật sự là tại vì chồng em khóc rất là nhiều ở nhà rồi. Xong rồi hồi nãy đứng trước khi mà đi vô cái màn, đi vô đây thì chồng em đứng ở ngoài đó cũng khóc rồi. Em sẽ nói ngắn gọn thôi là ở đây, tất cả những người ở đây là những người yêu thương anh Lâm rất là nhiều và những người luôn luôn lo cho anh Lâm về cái sự vui buồn. Và rất là xin lỗi mọi người, tại vì cái đám cưới của tụi em ở Việt Nam làm cho mọi người nổi da gà. Thì em muốn đứng đây để em muốn cho mọi người, con muốn cho các cô chú, những người yêu thương anh Lâm yên tâm rằng anh Lâm đã có một người vợ yêu thương anh Lâm hết mình và luôn luôn vun đắp chăm sóc cho cuộc sống gia đình của tụi con sẽ càng ngày càng hạnh phúc hơn và tụi con sẽ luôn luôn đi với nhau đến suốt cuộc đời. Wow, một lời chia sẻ rất là chân tình của cô dâu, một người mới bước chân về quê của chồng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào nghi thức cắt bánh và rosemary trước khi mời tất cả quý vị quan khách chúng ta dùng tiền ha. Rồi mời quý vị hãy cùng hướng về sân khấu để cô dâu và chú rể cùng thực hiện một nghi thức không thể thiếu trong bất cứ một tiệc cưới nào, đó là nghi thức cắt bánh cưới và khui champagne. Vâng, và hiện giờ thì cô dâu Xuân Lan và chú rể Ngọc Lâm đang theo trong tay cắt chiếc bánh cưới tượng trưng cho sự ngọt ngào trong tình yêu của đôi bạn trẻ. Họ sẽ chia sẻ sự ngọt ngào này trong suốt cuộc đời vợ chồng. One more, yeah!